về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các em đã đến với trang Việt Sách Học Cùng Bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời nội dung câu hỏi bài 10 Hy Lạp cổ đại, sách giáo khoa lịch sử 6, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Trả lời câu hỏi mục 1 trang 53 sách giáo khoa lịch sử 6, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Đọc thông tin và quan sát lược đồ 10.2, em hãy cho biết 1. Điều kiện tự nhiên tác động như thế nào đến sự phát triển của Hy Lạp cổ đại? 2. Vai trò của cảng biển Pire đối với sự phát triển của kinh tế Hy Lạp cổ đại. Yêu cầu số 1. Điều kiện tự nhiên của Hy Lạp là nằm ven biển Địa Trung Hải, nhiều đảo, vịnh biển, địa hình bị chia cắt bởi biển, núi đồi, cao nguyên, đồng bằng nhỏ hẹp, đất đai cằn khô. Có nhiều khoáng sản như đồng, sắt, vàng, bạc, đặc biệt là đá cẩm thạch đã có tác động đến sự phát triển của Hy Lạp cổ đại như sau. Thứ nhất, tác động tới sự hình thành của nhà nước, do đất đai canh tác xấu, công cụ bằng đá, bằng đồng không có tác dụng mà phải đến khi công cụ bằng sắt xuất hiện, việc trồng trọt mới có hiệu quả. Do lãnh thổ bị chia cắt nên khó có điều kiện tập trung dân cư, khi xã hội có giai cấp hình thành thì mỗi vùng, mỗi bán đảo trở thành một quốc gia, diện tích đất nước khá nhỏ. Thứ hai, tác động tới đời sống kinh tế, đất đai ít, khô cứng nên nền kinh tế nông nghiệp không phát triển, giàu tài nguyên khoáng sản và đặc biệt là có vị trí địa lý thuận lợi ven biển, nên kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển. Thứ ba, tác động tới sự phát triển văn hóa, có vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao lưu, học tập, tiếp thu văn hóa. Yêu cầu số 2, vai trò của cảng biển Pire đối với sự phát triển của kinh tế Hy Lạp cổ đại. Cảng Pire là cảng biển nổi tiếng nhất của Hy Lạp cổ đại, là trung tâm buôn bán của tất cả các thành bang thời bấy giờ. Từ cảng Pire, người Hy Lạp đem hàng hóa giao thương khắp Địa Trung Hải tới tận vùng Biển Đen. Trả lời câu hỏi mục 2 trang 54 sách giáo khoa lịch sử 6 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. 1. Em hãy trình bày cơ cấu tổ chức của nhà nước thành bang Aten. 2. Quan sát hình 10.3, theo em nền dân chủ của nhà nước Aten được thể hiện như thế nào? Yêu cầu số 1. Nhà nước thành bang Aten gồm 4 cơ quan chính, Đại hội Nhân dân, Hội đồng 10 tướng lĩnh, Hội đồng 500 và án 6.000 người. Trong 4 cơ quan này, Đại hội Nhân dân là cơ quan nắm quyền lực cao nhất, gồm tất cả các nam công dân từ 18 tuổi trở lên, có quyền bầu cử, giám sát, bãi nhiệm các viên chức trong bộ máy nhà nước thông qua hình thức bỏ phiếu bằng vỏ sò. Yêu cầu số 2. Yếu tố dân chủ của nhà nước Aten được thể hiện qua bức tranh minh họa hình 10.3 là một viên chức trong bộ máy nhà nước đang diễn thuyết về chủ trương chính sách của nhà nước trước Đại hội Nhân dân. Các công dân đang thảo luận biểu quyết về vấn đề trọng đại của quốc gia. Trả lời câu hỏi mục 3 trang 55 sách giáo khoa lịch sử 6 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Em hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của người Hy Lạp cổ đại vẫn còn được bảo tồn đến ngày nay. Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp cổ đại vẫn được bảo tồn đến ngày nay là về văn học sử học, hai bộ sử thi Iliad và Odyssey, các vở kịch của tác giả Aeschylus, Euripides, một số định lý định đề khoa học ví dụ như định lý Thales, định lý Pythagore, tiên đề Euclid, lực đẩy Archimedes, các quan điểm triết học của Socrates, Platon, Aristotle, các công trình kiến trúc và điêu khắc như đền Parthenon, đền Athena, tượng thần Zeus, tượng nữ thần Athena. Trả lời câu hỏi phần luyện tập trang 57 sách giáo khoa lịch sử 6 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. 1. Dựa vào thông tin trong phần 1, em hãy cho biết những ngành kinh tế nào có thể phát triển mạnh ở Hy Lạp cổ đại, tại sao? 2. Theo ước tính, vào thế kỷ 5 trước công nguyên, ở thành bang Aten có khoảng 400.000 dân, trong đó đàn ông tự do có quyền công dân chỉ khoảng 30.000 người. Em hãy tính xem có bao nhiêu phần trăm dân số có quyền công dân trong nhà nước dân chủ Aten. Yêu cầu số 1. Dựa vào thông tin trong phần 1, ta biết những ngành kinh tế có thể phát triển mạnh ở Hy Lạp cổ đại là nghề thủ công và mậu dịch hàng hải, bởi vì ở Hy Lạp có những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho những ngành này phát triển như có nhiều khoáng sản, đồng, sắt, vàng, bạc, đặc biệt là đá cẩm thạch, có đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh kín gió tạo nên các cảng tự nhiên. Yêu cầu số 2. Theo ước tính, vào thế kỷ 5, ở thành bang Aten có khoảng 400.000 dân, trong đó đàn ông tự do có quyền công dân chỉ khoảng 30.000 người. Như vậy, vào thế kỷ 5, ở thành bang Aten chỉ có khoảng 7,5% dân số có quyền công dân trong nhà nước dân chủ Aten. Trả lời câu hỏi phần vận dụng trang 57 sách giáo khoa lịch sử 6 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. 3. Quan sát logo của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc UNESCO. Em hãy cho biết logo đó lấy ý tưởng từ công trình kiến trúc nổi tiếng nào của Hy Lạp cổ đại. Các em ạ, logo của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc UNESCO được lấy cảm hứng từ công trình đền Parthenon của người Hy Lạp cổ đại. Vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong nội dung câu hỏi bài 10 Hy Lạp cổ đại, sách giáo khoa lịch sử 6, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Các em hãy truy cập vào trang vietsach.com để xem các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng tiếp theo. Khóa học Vietsach, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietsach.